Bài thứ 6 ngày 26 tháng 4 24. Sáng nay thì ở Linh Trung, môn đại số tuyến tính đã được tổ chức thi dự kỳ và tôi trình bày một lời giải. Kỳ 2 năm 2023-2024. Hay đại trà. Thì ngày 26 tháng 4 năm 24. Chú ý, sinh viên cần trình bày rõ ràng và đầy đủ các bước tính toán. Câu 1. Cho mặt trần ngang. 1. M trừ 2 trừ 2 3 mà cộng 4 trừ 1 2 2. Câu A với M là tham số thực. Câu A là tính định thức của A và tìm M để A khả nghịch. Định thức của 1 m trừ 2 trừ 2 3 mà cộng 4 trừ 1 2 2. Ký hiệu định thức chúng ta viết dấu thẳng đứng. Có nhiều cách làm. Ở đây các anh chị có thể dùng trực tiếp quy tắc Sarut hoặc là biến đổi thêm. Biến đổi thêm chút tùy các anh chị. Bây giờ ví dụ ta dùng quy tắc Sarut bình thường đi. Một nhân ba nhân hai là sáu, cộng m nhân m cộng bốn nhân với trừ một là trừ đi m nhân m cộng bốn, cộng trừ hai nhân hai nhân trừ hai là cộng tám. Trừ đi tích 3 phần tử trên đường chiếu phụ là trừ 6. Trừ đi 2 nhân m cộng 4 nhân 1 trừ 2 nhân m cộng 4. Rồi trừ đi m nhân trừ 2 nhân 2 là cộng 4 m. Một nhân 3 nhân 2 là 6. M nhân m cộng 4 nhân trừ 1 cộng với trừ 2 nhân 2 nhân trừ 2 là cộng 8. Trừ tích 3 phần tử trên đường chiếu phụ, trừ đi trừ là cộng nha, trừ thành trừ, trừ 6. Trừ đi 2 nhân với m cộng 4 nhân 1.
rồi trừ đi m nhân với trừ 2 nhân 2, trừ đi trừ là cộng 4m. Trừ m bình, trừ 4m cộng 4m là hết, như vậy là còn trừ 2m. 6 trừ 6 là hết, 8 trừ 8 là hết luôn. Như vậy bằng định thức của A bằng trừ m bình trừ 2m. Tìm m để m ma trận khả nghịch, ma trận A khả nghịch. Khi và chỉ khi định thức của A khác không, tương đương với trừ m bình trừ 2m khác không, tương đương với m khác 0 và m khác trừ 2. Kết luận là A khả nghịch khi và chỉ khi là m khác 0 và khác trừ 2. Câu B, tìm ma trận phù hợp của ma trận A. Để ý lại ma trận A, 1 m trừ 2 trừ 2 3 m cộng 4 trừ 1 2 2. Giờ ta đi tính các cái phần bù đại số C11 bằng, bỏ vô 1, bỏ cột 1, còn 3, m cộng 4, 2, 2. Sáu trừ đi 2 nhân với m cộng 4. Như vậy bằng trừ 2m trừ 2. C12 bằng trừ, bỏ dùng 1 bỏ cột 2, còn trừ 2 m cộng 4 trừ 1 2. Bỏ dùng 1 bỏ cột 2 trừ 2 m cộng 4 trừ 1 2. Trừ đi tích hai phần tử trên đường chéo chính là trừ 4, trừ đi tích hai phần tử trên đường chéo phụ là cộng m cộng 4, cho nên rõ ràng còn trừ m. C13, các anh chị để ý rằng là theo định nghĩa là trừ 1 lũy thừa 1 cộng 3
Tôi giải thích thêm các cái số hạng, tôi giải thích một lần. Bỏ dùng 1, bỏ cột 3, còn trừ 2, 3, trừ 1, 2. Trừ 1 lũy thừa 4, các anh chị thấy là cộng 1, còn định thức cấp 2 chúng ta thấy là trừ 4, cộng 3, bằng trừ 1. C21 tổng hai chỉ số là lẻ, như vậy là có dấu trừ. Bỏ dùng 2, bỏ cột 1, còn M trừ 2, 2, 2. M trừ 2, 2, 2. M cộng 4 có dấu trừ là trừ 2M trừ 4. Rồi C22 cộng, bỏ dùng 2 bỏ cột 2, còn 1 trừ 2 trừ 1, 2. 1 trừ 2 trừ 1, 2. Chị thấy là 2 trừ 2 là bằng 0. C23 dấu trừ, tổng hai chỉ số lẻ mà. Bỏ dùng 2 bỏ cột 3, còn 1 M trừ 1, 2. 1 M trừ 1, 2. Trừ đi trừ là cộng M, 2 cộng M có dấu trừ bên ngoài là trừ M trừ 2, bằng trừ M trừ 2. C31 bỏ dùng 3, bỏ cục 1, còn M trừ 2, 3, M cộng 4. M trừ 2, 3, M cộng 4. M nhân M cộng 4 trừ đi tích 2 phần tử trên đường chiếu phụ là cộng 6. Vậy được M bình phương cộng 4M. Xong. C32 trừ, bỏ dòng 3 bỏ cột 2, còn 1 trừ 2 trừ 2 mà còn 4. Bỏ dòng 3 bỏ cột 2, còn 1 trừ 2 trừ 2 mà còn 4. Trừ đi tích 2 phần tử trên đường chiếu chính là M cộng 4. Trừ đi tích 2 phần tử trên đường chiếu phụ là trừ 4. Đáp số là trừ M. Và cuối cùng là C33. Bỏ dùng 3 bỏ cột 3, còn 1 M trừ 2 M. Ma trận C gồm các phân bù đầy số C11, C12,
C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. C11 là -2m-2. C12 trừ m. C13 trừ 1. C21 trừ 2m-4. C21 trừ 2m-4. C22 là -m-2. Quá từ từ, C2 bằng 0. Trời ơi, C23 trừ mà trừ 2, tâm hồn để đâu rồi trời. Lúc mình chán chính mình ghê luôn, chán buồn nói luôn. C31 mà bình cộng 4m cộng 6, chán quá là chán luôn. C32 trừ mà C33 m cộng 3. Mặt trận phù hợp của mặt trận A là ký hiệu là PA, và chính là lấy chuyển vị của mặt trận C. Dòng thứ nhất các anh chị dựng lên thành cột thứ nhất -2m-2 -m-1. Dòng 2 dựng lên thành cột 2 -2m-4 0 -m-2. Dòng 3 dựng lên thành cột 3 m bình cộng 4 m cộng 6 -m cộng 3. -4 trừ đi là cộng mà cộng 4 mà có dấu trừ. C13 bỏ vô 1, bỏ cột 3 -2m-3 -1 2 -4 trừ đi trừ là cộng 3 -1, bên ngoài là -1 mũ 4. C21 bỏ vô 2, bỏ cột 1 mà -2 2 2 mà -2 2 2 2m cộng 4 có dấu trừ là -2 C22 bỏ dung 2 vào cột 2, 1 -2 -1 2 là bằng 0 nè. C23 bỏ dung 2 vào cột 3, 1m -1 2 1m -1 2 2 cộng m 2 cộng m có dấu trừ là -2 C23 C31 bỏ dùng 3, bỏ cục 1 mà -2 3 mà cộng 4
Cột thứ nhất, 2 dựng cột 2, cùng 3 dựng lên cột 3. Đó, đúng rồi. M bằng trừ 1, mà trừng B là 0,1,1, 1,0,1, 1,1,0. Tìm mà trừng x thỏa A nhân x nhân A bằng B. M bằng trừ 1 thì định thức của A trừ M bình trừ 2 mà lúc nãy tính ở trên. Định thức của A là M bằng trừ M bình trừ 2M nè. M bằng trừ 1 phải không? Trừ 1 cộng 2 1 khác không? Vậy mà thằng A khác nghịch. Rồi mặt trận phù hợp của mặt trận A. Thế M bằng trừ 1 quá. Thế M bằng trừ 1 trừ 2M là 2, trừ 2 là bằng 0. Trừ 2 nhân trừ 1 là 2, 2 trừ 4 bằng trừ 2. Thay M bằng trừ 1. 1 cộng với 6 bằng 7, 7 trừ 4 bằng 3. Dùng 2 là trừ đi M là trừ đi trừ 1 là 1. 0. Trừ M là 1. Dùng 3. Trừ 1. Trừ M trừ 2 có nghĩa là 1 trừ 2 bằng trừ 1. M cộng 3. 2 nhân trừ 1 là trừ 2 cộng 3 là 1.
trừ 1 bằng 1 chia định thức qua nhân với mặt bằng phù hợp qua. Mà chúng ta thấy là định thức của A thì nó bằng 1. Và như vậy thì bằng mặt bằng phù hợp qua. Rồi là 0 trừ 23 101 trừ 1 trừ 11. Kiểm lại chắc ăn nè. Nhập ma trận 3 dòng 3 cột. Giờ mình nhập ma trận A ứng với M bằng trừ 1 các anh chị. Nhập ma trận A ứng với M bằng trừ 1 1 trừ 1 trừ 2 dòng 2 là trừ 2 3 trừ 1 cộng 4 bằng 3 trừ 1 2 2 gọi mặt trận A rồi lũy thừa trừ 1 bây giờ kìa. Sao kì vậy, sao kì vậy? Nhập lại ma trận nè, nhiều lúc làm tay nó lẹ hơn. 1 M là trừ 1 trừ 2 trừ 2 3 3 trừ 1 22 gọi mặt trận A trận nghịch đảo 0 trừ 2 từ để làm so 0 trừ 2 đúng 3 đúng 1 đúng 0 đúng 1 đúng, trừ 1 đúng, trừ 1 đúng, 1 đúng. Các anh chị làm bài kiếm chắc ăn. Câu nào chắc câu đó thì chắc ăn. Phương trình là A nhân x nhân A bằng B. Rõ ràng tương đương với x bằng A trừ 1 nhân B nhân A 1 trừ 1. X bằng A trừ 1 là 0 trừ 2, 3 1, 0, 1 trừ 1, trừ 1 1. Mà thằng B đâu? Không một 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 không một
110. Và nhân với ma trận nghịch đảo của A 0 trừ 23 101 trừ 1 trừ 1 1. Tích hai mặt đằng đầu trước đi. 0 trừ 2 cộng 3 là 1. Cộng 1 nhân cục 2 0 cộng 0 cộng 3 bằng 3. Cộng 1 nhân cục 3 0 trừ 2 cộng 0 là trừ 2. Cộng 2 nhân cục 1 0 cộng 0 cộng 1 bằng 1. Cộng 2 nhân cục 2 1 cộng 0 cộng 1 là 2. Dòng 2 nhân cục 3, 1, cộng 0 bằng 1. Dòng 3 nhân cục 1, 0, trừ 1 cộng 1 là 0. Dòng 3 nhân cục 2, trừ 1, cộng 0 cộng 1 là 0. Dòng 3 nhân cục 3, trừ 1, cộng 0 là trừ 2. Tiếp với mặt trận A trừ 1 phía sau 0 trừ 2 3 1 0 1 trừ 1 trừ 1 1. Dòng 1 nhân cục 1 0 3 cộng 2 bằng 5. Dòng 1 nhân cục 2 trừ 2 cộng 0 cộng 2 trừ 2 cộng 0 cộng 2 là 0. Dòng 1 nhân cục 3 3 cộng 3 bằng 6 6 trừ 2 bằng 4. Dòng 2 nhân với cục 1 0 2 trừ 1 là 1. Dòng 2 nhân cục 2 trừ 2 cộng 0 trừ 1 là trừ 3. Trừ 2 cộng 0 trừ 1 là trừ 3. Dòng 1 nhân cục dòng 2 nhân cục 3 3 cộng 2 bằng 5, 5 cộng 1 bằng 6. Tử vừa rồi nghi ngờ quá vậy. Trừ 2 cộng 0 trừ 1. Dùng 3 nhân với cục 1 0 cộng 0 2. Dùng 3 nhân cục 2 0 cộng 0 2 luôn. Dùng 3 nhân cục 3 0 cộng 0 trừ 2. Đó là mặt thằng X. Hy vọng là đúng đáp số. Dễ sai. Sai chán lắm luôn. Câu 2. Cho mặt trận M với tham số thực N, tìm N để mặt trận M có hạng bằng 2. Mặt trận M bằng 1 trừ 1 0 trừ 2 2 2N trừ 1 trừ 1 trừ 2 5 4 trừ 3 trừ 4 1 trừ 1 0 trừ 2 2 2N trừ 1 trừ 1 trừ 2 5 4 trừ 3 trừ 4. Thì chúng ta đưa ma trận này về bậc thang đi. Giữ phần tử đầu khác không, biến đổi hai vị trí này trở thành các số 0. Dòng 2 thay bởi dòng 2 trừ 2 dòng 1. Dòng 3 thay bởi dòng 3 trừ 5 dòng 1. Dòng 1 giữ nguyên 1 trừ 1 0 trừ 2. Dòng 2 trừ 2 dòng 1 0. Dòng 2 trừ 2 dòng 1. 2N trừ 1 và cộng 2 là 2N cộng 1. Rồi dòng 2 trừ 2 dòng 1 trừ 1. Dòng 2 trừ 2 dòng 1 trừ 2 cộng 4 bằng 2.
Dòng 3 trừ 5 dòng 1. 0. Dòng 3 trừ 5 dòng 1. 4 trừ đi trừ 5 là 9. Trừ 3 trừ đi 5 nhân 0 bằng trừ 3. Trừ 4 trừ đi 5 nhân trừ 2. Trừ 4 cộng 10 đó là 6. Rồi. Tiếp theo. Bây giờ cái vị trí tham số này nó không đẹp. Ở vị trí không đẹp mình biến đổi đi các anh chị. Biến đổi như thế nào? Bây giờ mình đưa nó về cột cuối rồi đưa xuống dòng cuối luôn. Đổi chỗ cột 1 với cột 2 với cột 4. Cột 2. Đổi chỗ với cột 4. Cột 1, 1, 0, 0 giữ nguyên. Cột 4 đưa lên cột 2, trừ 2, 2, 6. Cột 3 giữ nguyên, 0, trừ 1, trừ 3. Cột 2 đưa xuống cột 4, trừ 1, n cộng 1, 9. Để vị trí đó cũng được đẹp. Tiếp theo biến đổi cột thứ hai, giữ hai vị trí đầu khác không, biến đổi cho vị trí còn lại trở thành số 0. Thay dòng 3 bởi dòng 3 trừ 3 lần dòng 2. Vì 6 trừ 3 nhân 2 bằng 0 mà. Hai dòng đầu các anh chị viết lại 1 trừ 2 0 trừ 1. 0 2 trừ 1. 2 là cộng 1. Dòng 3 trừ đi 3 dòng 2 0 0. 0 luôn. Dòng 3 trừ 3 dòng 2. 9 mà trừ đi 3 nhân với 2 là cộng 1. 9 trừ đi 6 là trừ 3. Thành 6 trừ 6 là. Và mặt trận này nó đã có dạng bậc thang. Tôi đặt thành mặt trận M phẩy đi. Mà gạch đi. Tiếp theo chúng ta khoanh tròn những phần tử có thể khác không đầu tiên của từng dòng từ trái sang phải. Thì rõ ràng trong 3 phần tử chúng ta khoanh tròn đó chỉ có một vị trí chứa tham số là 6 trừ 6n thôi. Ta kiểm lại cho nó chắc nha. 9 trừ đi 3 nháp ở ngoài cả. 9 trừ đi 3 nhân với 2n cộng 1 bằng 9 trừ 6n trừ 3. 9 trừ 3 thì còn 6 trừ 6n. Và trong 3 vị trí được khoanh tròn nó chỉ có một vị trí chứa tham số, cho nên là mình biện luận dựa vào đó thôi, dựa vào vị trí đó. Trường hợp nào trước cũng được. Trường hợp 1, 6 trừ 6 n bằng 0 ứng với n bằng 1. Ma trận M gạch bây giờ được viết lại 1 trừ 2 0 trừ 1 0 2 trừ 1 thay n bằng 1 vô là 3 0 0 0 0. Và các anh chị thấy đây là mặt bậc thang có hai dòng khác không, mặt bậc thang có hai dòng khác không. Vậy lúc này chúng ta thấy hạn của mặt trận M chứ bằng 2. Trường hợp 2, 6 trừ 6 n khác không,
ứng với n khác 1. Thì lúc này rõ ràng dựa vô cái ma trận M gạch lúc nãy, thì cái ma trận M gạch đó là ma trận bậc thang có 3 dòng khác không, cho nên rõ ràng hạn của ma trận ban đầu là bằng 3. Gạch đạo của M bằng 3. Do vậy cho nên chúng ta có kết luận cuối cùng cho cái bài toán. Nhưng trước khi kết luận mới xem lại đề bài nói cái gì. Bài nói gì? Tìm N để ma trận M có hạn bằng 2. Ma trận M có hạn bằng 2 khi và chỉ khi N bằng 1. Dựa vào cái quá trình biện luận bên trên thì các anh chị thấy rõ ràng chúng ta có cái kết luận rõ ràng như thế ha. Câu 3. Xét hệ phương trình x cộng 2y cộng 3z bằng 6 trừ x trừ y cộng pz bằng trừ 1, p cộng 2 x cộng 2y cộng p cộng 4 z bằng 10. Đặt tên là hệ này là hệ 1 đi. Với tham số thực P, câu A là giải hệ phương trình trên với P bằng 1 à, P bằng 1. Bây giờ hệ phương trình 1 trở thành thay P bằng 1 vô ban đầu, hệ ban đầu. Các anh chị được x cộng 2y cộng 3z bằng 6 trừ x trừ y cộng z bằng trừ 1 thay p bằng 1 mà, cho nên 1 nhân z, p nhân z trở thành 1 nhân z. Thay p bằng 1 vô phương trình thứ 3, các anh chị thấy là p cộng 2 là 3 đấy, cộng 2y, p cộng 4 là 1 cộng 4 là 5, 5z bằng 10. Đặt tên hệ này là hệ 2 đi. Và các anh chị có nhiều cách nha, ví dụ mình giải bằng phương pháp Gauss luôn đi, phương pháp biến đổi ma trận đó. Để phòng ngừa tình huống có thể có vô số nghiệm. 1 2 3 6. Trừ 1 trừ 1, 1 trừ 1, 3, 2, 5, 10. Tự kiểm mới chắc ăn nha các anh chị, sai sót mất công. X cộng 2y cộng 3z bằng 6, x cộng 2y cộng 3z bằng 6, trừ x trừ y cộng pz trừ x trừ y cộng z trừ 1 trừ 1 cộng 1, 1 trừ 1. P cộng 2, 1 cộng 2 là 3, 2, 1 cộng 4 là 5, 10. Biến đổi cột 1 giữa phần tử đầu khác không, để hai vị trí này trở thành các số 0.
thay dòng 2 bởi dòng 2 cộng dòng 1, thay dòng 3 bởi dòng 3 trừ 3 dòng 1. Dòng 2 cộng dòng 1, 0, 1, 4, 5. Dòng 3 trừ 3 dòng 1, 0, 2 trừ 6 là trừ 4, 5 trừ đi 9 bằng trừ 4, 3 trừ 3 nhân 1, 2 trừ 3 nhân 2, 5 trừ 3 nhân 3, 10 trừ đi 3 nhân 6, 10 trừ 18 là trừ 8. Và tiếp theo biến đổi cột thứ hai, giữ hai vị trí đầu, biến đổi vị trí cuối này trở thành số 0. Dòng 3 thay bởi dòng 3 cộng 4 dòng 2, cho vị trí này trừ 4, vị trí này là 1. 2 dòng đầu các anh chị viết lại 1, 2, 3, 6, 0, 1, 4, 5. Dòng 3 cộng 4 dòng 2, 0, 0. Dòng 3 cộng 4 dòng 2 trừ 4 cộng 16 là 12. 4 nhân 5 20 trừ 18 trừ 8 là 12, trừ là 18 mới ghê. Và mặt trận này rõ ràng đã là mặt trận bậc thang, vị trí cuối chúng ta thấy đẹp rồi nè, đúng rồi. Hạng của mặt trận AB bằng hạng mặt trận A bằng 3, và chú ý là bằng số ẩn số. Nên hệ phương trình 2 có một nghiệm duy nhất. Ta khôi phục lại hệ. Hệ 2 tương đương với x cộng 2y cộng 3z bằng 6, y cộng 4z bằng 5, 12z bằng 12. Z bằng 1, y như vậy là cũng bằng 1, x cũng bằng 1. Như vậy với p bằng 1 thì hệ phương trình đã cho có duy nhất một nghiệm là 111. Chấm. Một một thì chúng ta nhẩm nhẩm thử phương trình ban đầu nó thỏa không nha. 1 cộng 2 cộng 3 bằng 6, 1 cộng 2 3 3 3 6 đúng là trừ 1, trừ 1 cộng 1 là trừ 1, 3 cộng 2 bằng 5 cộng 5 là 10, đúng rồi.
Tìm P để hệ phương trình trên có vô số nghiệm và giải hệ phương trình trong trường hợp này. Câu B có nhiều cách làm. Giờ định thức của mặt trận hệ số. Định thức của 1, 2, 3, trừ 1, trừ 1, P. P cộng 2, 2, P cộng 4. Tính bằng quy tắc Sharpe bình thường đi. 1 nhân trừ 1 nhân P cộng 4 là trừ P trừ 4. Cộng 2 nhân P cộng 2. 2P nhân P cộng 2. Cộng trừ 1 nhân 2 nhân 3 là trừ 6. Trừ tích 3 phần tử trên đường chéo phụ là cộng 3 nhân với P cộng 2. Trừ đi 2 nhân P nhân 1 là trừ 2P. Trừ đi 2 nhân trừ 1 nhân P cộng 4 là cộng 2 nhân với P cộng 4. Tích 3 phần tử trên đường chéo chính, trừ P trừ 4. Cộng 2 nhân P nhân P cộng 2. Cộng trừ 1 nhân 2 nhân 3. Trừ tích 3 phần tử trên đường chéo phụ, trừ 2 nhân P nhân 1, trừ đi 2 nhân trừ 1 nhân P cộng 4. Hai P nhân B là 2P bình phương. Trừ P cộng 4P là 3P, 3P. 3P với 3P là 6P. 6P, trừ 2P cộng 2P hết, như vậy là cộng 6P. 4 trừ 1 là 3 và cộng 3 là 6. Đó. Hệ số tự do trừ 4 trừ 6 là trừ 10, trừ 6 cộng 6 là hết, còn trừ 4 phía trước, trừ 4 cộng 8 là cộng 4. Để hệ có vô số nghiệm. Thì điều kiện cần là nhớ là không đủ nha. Bạn đơn chưa đủ. Là định thức của A phải bằng bằng 0. Có nghĩa là hệ vô số nghiệm thì nó chỉ nằm trong cái trường hợp là định thức của A bằng 0 thôi. Chứ còn định thức của A khác không thì hệ có duy nhất một nghiệm rồi. 2B bình phương cộng 6B cộng 4 bằng 0. A cộng... Ở đây nó có dạng phương trình này, nó có dạng A trừ B cộng C bằng 0, một nghiệm là trừ 1. Một nghiệm là trừ C chia A, trừ 2. Giờ mình phải thử lại mới biết được. P bằng trừ 1. Cứ P bằng trừ 1 thì hệ trở thành x cộng 2y cộng 3z bằng 6, trừ x trừ y trừ z bằng trừ 1. P bằng trừ 1, như vậy là x cộng 2y cộng 3z bằng 10,
chúng ta thấy phương trình đầu là x cộng 2 bằng cộng 3z bằng 6, rồi phương trình cuối là x cộng 2 cộng 3z bằng 10, thì làm sao mà nó thỏa được? Rõ ràng hệ vô nghiệm. Vì phương trình đầu là x cộng 2 cộng 3z bằng 6, và phương trình cuối không thì mình cứ trình bày cái kiểu hạng mà trần đàng hoàng, do đây nó tương đối tầm thường. Nên không tồn tại cái z thỏa hai phương trình đó. Và như vậy thì loại giá trị p bằng trừ 1, tức là loại bỏ đi. Đáp thứ hai p bằng trừ 2 thay 1 trở thành, các chị thay p bằng trừ 1 vô p bằng trừ 2 vô hệ ban đầu x cộng 2 cộng 3z bằng 6 trừ x trừ y trừ 2z trừ 1 p cộng 2 nhân x, mà p bằng trừ 2 thì là không x thì khỏi viết luôn, 2y cộng 2z bằng 10. Đặt tên hệ này là hệ 3. Bây giờ chúng ta giải hệ này bằng phương pháp Gao. Một, hai, ba, sáu, trừ một, trừ một, trừ hai, trừ một, không, hai, hai, mười. X cộng 2y cộng 3z bằng 6 trừ x trừ y p bằng trừ 2 thì trừ 2z trừ 1 p bằng trừ 2 không x không 2y trừ 2 cộng 4 là 2z 10. Câu thứ nhất, biến đổi giữ phần tử đầu khác không, biến đổi hai vị trí này trở thành các số 0. Thay dòng 2 bởi dòng 2 cộng dòng 1. Dòng 1 giữ nguyên 1, 2, 3, 6. Dòng 2 cộng dòng 1 0, 1, 1, 5. Dòng 3 giữ nguyên 0, 2, 2, 10. Và biến đổi cột thứ nhì giữ hai phần tử đầu, biến đổi vị trí cuối này trở thành số 0. Chúng ta đang đưa cái mặt trần này về mặt trần bậc thang, và dễ thấy lấy dòng 3 trừ đi 2 dòng 2, thay dòng 3 bởi dòng 3 trừ 2 dòng 2. Hai dòng đầu viết lại 1, 2, 3, 6, 0, 1, 1, 5.
dòng 3 trừ 2 dòng 2 là gồm toàn số 0. Và tới đây chúng ta cũng thu được cái ma trận là ma trận bậc thang. Ma trận bậc thang này các anh chị thấy có hai dòng khác không? Đề bài họ bảo giải hệ trong trường hợp đó luôn. Vì hàng của AB nhận xét sự tồn tại nghiệm bằng hàng của A và cùng bằng 2 bé hơn 3 là số ẩn số. Nên hệ phương trình 3 có vô số nghiệm. Và khi đó thì hệ phương trình 3 tương đương với khôi phục lại hệ phương trình và giải. Dòng thứ nhất ứng với x cộng 2y cộng 3z bằng 6. Dòng thứ hai ứng với y cộng z bằng 5. Đây là bây giờ chúng ta xét cái phương trình sau, giải từ dưới lên. Đây là để làm gì? Phương trình sau là một phương trình hai ẩn. Tôi đã nói đây là có nghĩa là phương trình cuối là đó, một phương trình hai ẩn. Mình cho một ẩn nhận giá trị tùy ý, ví dụ cho z bằng t. Y các anh chị thấy là 5 trừ z là 5 trừ t. Còn x nháp đó. X bằng 6 trừ 2y trừ 3z. 6 trừ 2 nhân với 5 trừ t trừ 3t. 6 trừ 10 là trừ 4. Trừ 2 nhân với trừ t là 2t trừ 3t là trừ t. Như vậy là x bằng trừ 4 trừ t. Mở một đơn t thuộc n. Ta đọc lại câu hỏi của đề bài và chúng ta kết luận. Tìm p để hệ phương trình trên có vô số nghiệm và giải hệ trong trường hợp này. Kết luận. Hệ có vô số nghiệm. Khi và chỉ khi p bằng trừ 2. Khi đó hệ có vô số nghiệm là x bằng trừ 4 trừ t, y bằng 5 trừ t, z bằng t. Mở một đơn t thuộc R tùy. Câu 4. Ra câu 4 tôi làm không được. Rồi lời giải sau đây là của cô Nguyễn Anh Thi. Bộ môn đại số. Trường đại học khoa học tự nhiên. Đại học quốc gia Hồ Chí Minh.
HK Lũy Thừa 2023 bằng 2024 nhân với HK Lũy Thừa 2024 tương đương với H nhân với KH Lũy Thừa 2022 nhân với K tách về trái ra đó. Phía phải 2024 nhân với H nhân với KH Lũy Thừa 2023 nhân với K và tương đương với. Bây giờ vé viết lại cái phương trình đó. Viết lại H nhân với KH 2022 nhân K. Viết lại đó nha, từ từ nha. 2024 H KH 2023 nhân K. Bây giờ nhân hai vé của phương trình vừa rồi nhân với H từ bên phải. Rồi nhân hai vé của phương trình từ bên trái với K. Giải thích thêm chút thôi chứ còn đây là lời giải của cô thi. Tương đương với như vậy là KH. Một KH nè, KH phía sau nè. 2024. Cái này tôi không biết thiệt. Làm bài về cũng là một cái cách học gì xấu cả. Các anh chị thấy tôi xấu thì tôi chịu. 2025. Sao đi, do ma trận KH khả nghịch vì KH là ma trận vuông cấp 2 và có hạn bằng 2 đề bài cho nên phương trình sau tương đương với còn như nhân hai vé với hoặc là nhân hai vé với KH Lũy Thừa trừ 2024. Nói chung là có nhiều cách giải thích. Y2 bằng 2024 nhân với KH như vậy tương đương với KH bằng 1 chia cho 2024 nhân với Y2. Như vậy có nghĩa là 1 chia cho 2024 1001. Nhắc lại đây là lời giải của cô Nguyễn Anh Thi và của tôi làm được. Làm được cũng chán lắm chứ. Thật xấu hổ. Đây, một lời giải cho đề thi giữa kỳ môn đại số tuyến tính tới đây là kết thúc. Chúc anh chị mọi chuyện tốt lành.
Cảm ơn cô Nguyễn Anh Thi.